Nếu các bạn có nhu cầu muốn mua nick Liên Quân Mobile giá rẻ, chất lượng và uy tín thì các bạn hãy đến ngay với shop lqmobileshop.com nha. Shop bán nick Liên Quân chất lượng, giá rẻ và uy tín cực kỳ luôn. Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm clip về vị tướng Lữ Bố nha anh em ơi. Bởi vì hiện tại thì đây là một vị tướng đang gọi là hot pick này. Người người chơi Lữ Bố và nhà nhà chơi Lữ Bố nha. Và có một cái sự thật là quay clip về Lữ Bố thì dễ cực kỳ anh em ơi. Cứ quay là có clip thôi. Và bình thường thì mình thấy là anh em chơi Lữ Bố là anh em sẽ lên cái món trang bị là cái rìu Leviathan đúng không? Ây nhưng mà cái pha này thì Nacross team bạn sang cướp bùa đỏ team mình rồi. Mình lại phải sang cướp lại anh em ơi. Mình lại phải sang cướp lại rồi thì nó cũng nói chung là cũng hòa nhau thôi. Không hiểu là bạn cướp bùa đỏ của mình làm cái gì cơ. Bùa xanh thì không ăn mà còn sang ăn bùa đỏ. Thế này thì thôi mình lại xin cái bùa đỏ của bạn nha. Nói chung là nó có qua có lại thôi anh em ơi. Có qua có lại thôi, bạn ăn bùa của mình thì mình lại ăn vòng rừng của bạn. Thế có cái gì đâu nhở. Cái pha này thì có khi là mình còn xanh hơn anh em ơi. Cái pha này thì có khi là mình còn xanh hơn ấy, bởi vì là mình ăn hết quái rừng này. Mà bạn Nacross thì bạn chỉ có ăn được một con bùa đỏ của mình thôi. Ok, thì bình thường là các bạn chơi Lữ Bố là các bạn sẽ lên cái món trang bị là cái rìu Leviathan. Còn ở trong cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái món trang bị là cái kiếm truy hồn nha anh em ơi. Lên cái kiếm truy hồn để xem là nó có mạnh hay không. Thì thật sự là cái con Lữ Bố là lên full dam ấy, dam to cực kỳ luôn. Và nói chung là khi mà Lữ Bố lên full dam ấy thì cái lượng dam nó gây ra thì không thua kém bất cứ vị tướng sát thủ ở đâu anh em ơi. Sốc dam cực kỳ là ghê luôn. Và thật sự thì mình thấy là cái lối trang bị này nó counter được những vị tướng như kiểu là Hayate anh em ơi. Bởi vì là ở trên danh cao thường thường là mình pick Lữ Bố ấy. Anh em có thể để ý thấy là team bạn luôn luôn là pick Hayate nhá. Chả hiểu sao luôn, mình cứ pick cái con Lữ Bố là team bạn pick Hayate. Khó chịu cực kỳ luôn. Ok, fan này chơi luôn này. Fan này chơi luôn này. Ok, sang tường này. Ui nhưng mà ui, Grak ơi bóp quá. Cái fan này mình không ăn được mạng rồi. Bật cái chiêu cuối lên phí quá nhở. Thôi đánh luôn tạm ban doom vậy anh em ơi. Đánh tạm ban doom luôn này. Ok, chơi luôn, chơi luôn. Chiêu 2 là có mạng luôn này, ngon quá. Violet, Violet về tí bạn ơi, về tí bạn ơi. Mình còn có xíu máu này. Ok, cái pha này chờ cho Violet thì bạn lộ chiêu 1 lên chơi luôn này. Xong rồi anh em ơi, lộ chiêu 1 xong thì chết nhá. Ok, chơi luôn, chơi luôn. Ui, nhưng mà AD team mình chết rồi, AD team mình chết. Thế nên là mình ăn được cái mạng chấm dứt của Violet kìa. Cũng khá là ngon anh em ơi. Và khi mà các bạn chơi Lữ Bố mà các bạn lên cái lối trang bị full dam như thế này thì các bạn phải chơi hổ báo lên nhá. Chơi hổ báo lên cho mình, bắt chủ lực team bạn các kiểu đi. Chứ như kiểu anh em mà lên dìu thì anh em có chống chịu được. Chứ lên dam như thế này thì một sống một còn mà. Anh em chơi có thể là bắt được chủ lực team bạn hoặc là mình chết nhá. Nên là anh em phải chơi hổ báo lên. Thật sự là cái lối trang bị full dam như thế này thì mình thấy là hồi máu nhanh cực kỳ anh em ơi. Bật cái chiêu của lên chém vài phát rồi, bởi vì cái lượng dam gây ra nó nhiều mà. Lượng dam gây ra nó lớn mà nên là hồi máu rất là nhanh nhá. Ok, ở trong cái trận đấu này thì nói chung là mình chả sợ con nào cả anh em ơi. Ở trong cái trận đấu này mình chả sợ con nào cả, sợ mỗi cái con Gindu làm choáng thôi, còn đâu là mình chả sợ vị tướng nào team bạn cả. Ok, chơi luôn này, Gindu hết mana này. Gindu hết mana thì chạy đi đâu bạn ơi? Ok, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy hộ mình với. Chạy hộ mình với. Ui, đánh như kiểu là bố đánh con anh em ơi. Đánh như kiểu là bố đánh con luôn, không làm được cái gì kìa bởi vì là Gindu hết mana. Quay clip ở cái nick này sướng thật sự anh em ơi. Mình chả hiểu sao nhưng mà mình thích quay clip ở cái nick Boy One Champ này cực kỳ luôn. Bởi vì là hiện tại cái nick này đang ở danh tinh anh 4 nhá. Mà mình thì rất là thích chơi danh tinh anh luôn. Danh tinh anh thì thường là các bạn đánh nhau rất là nhiều này, cứ đi đến đâu là có mạng đến đó. Giao tranh cực kỳ là nhiều luôn. Chơi danh cao thủ nhiều khi mà các ông ấy đánh rất là cẩn thận, với cả là di chuyển rất là khôn khéo luôn, chả thấy đánh nhau gì cả. Toàn thế đẩy trụ rồi end game thôi. Rồi Nacross thì bạn chết rồi, lại sang cướp bùa đỏ anh em ơi. Lại sang cướp bùa đỏ này, cái pha này mình sẽ dụ chiêu cuối của Gindu này. Mình sẽ dụ chiêu cuối Gindu này, đó, biết ngay mà. Ông con bật chiêu cuối lên xong thì mình xin bùa đỏ thì mình té nhá. Ngon quá anh em ơi, Nacross ra thì còn đúng cái nịt. Ok, chơi luôn này, chơi luôn này. Bây giờ thì mình đang rất là khỏe nha anh em ơi. Bây giờ thì mình đang rất là khỏe nhá. Ok, bật chiêu cuối lên, chơi luôn. Ủa, chém Gindu như kiểu chém giấy anh em ơi. Mặc dù Gindu là một vị tướng tanker nhưng mà chém như kiểu chém giấy luôn này. Ok, Nacross này, Nacross này. Ủa, nhưng mà hình như là Nacross chạy hơi nhanh anh em ơi. Nacross chạy hơi nhanh. Thời điểm đầu game thì mình thấy là bạn Nacross thì bạn có vẻ là rất là lộng hành, sang cướp bộ đỏ thì mình các kiểu luôn. Nhưng mà bây giờ anh em thấy chưa, anh em thấy này, chạy rẽ đất luôn này. Đấy, thế nên là anh em chơi game thì đừng có chơi cướp bùa nhá. Chơi game là phải chơi sòng phẳng quân tử. Ăn xong bùa thì mình đi đánh nhau, tự nhiên đi cướp bùa làm cái gì. Bây giờ thì còn đúng cái nịt này, chả còn cái gì để mà ăn luôn. Mà ở trong cái trận đấu này lại còn Lữ Bố đi rừng anh em ơi. Lại còn là Lữ Bố đi rừng chứ không phải là mấy cái con tướng tù đi rừng như kiểu là Triệu Vân đâu mà cướp bùa. Ok, đánh luôn này, bạn ra thủ trụ đi. Bạn ra thủ trụ thì bạn mất cả trụ lẫn mạng nha. Truyền thuyết rồi anh em ơi. Lê Phu Đam chém sướng thật sự luôn. Ok ok ok, Chrissy mình còn băng xương cơ mà. Mình còn băng xương cơ mà, lại phải xin mạng rồi anh em ơi. Violet chạy đi đâu? Ồ, nhưng mà Violet vẫn chạy được rồi anh em ơi. Mong là Enron giết được mạng của Violet. Chúng mình thì chịu thôi, mình hết máu rồi. À mà hôm nay thì mình vừa mới cắt móng tay xong anh em ơi. Vừa mới cắt móng tay xong thế nên là dùng kỹ năng nó cũng hơi khó một chút. Từ nãy giờ anh em thấy mình dùng cái chiêu 1 nó hơi bị lăng ta lăng ngoang một tí nhở. Thật sự là mỗi lần cắt móng tay xong thì chơi game nó khó cực kỳ anh em ơi. Cảm giác nó bị không quen ấy.
Nhưng mà nói chung là không sao anh em ơi, bởi vì là ở trong trận đấu này mình xanh quá rồi. Mới có phút thứ 5 thôi mà ăn là 6 mạng cho team này. Ok, Nakroth làm cái gì vậy bạn ơi? Nakroth làm cái gì vậy bạn ơi? Sao lại có thể là đi solo 1-1 với cả Lữ Bố như thế? Cái này phải gọi là tuổi trẻ chưa trả sự đời rồi anh em ơi. Đúng kiểu tuổi trẻ chưa trả sự đời luôn. Mình đánh phát hồi đầy cây máu luôn kìa. Có vẻ là Nakroth thì bạn khá là cay cú khi mà mình sang cướp bùa liên tục này. Ai bảo bạn thời điểm đầu game cướp bùa của mình làm cái gì? Đánh sòng phẳng thì có phải là hơn không? Bạn cứ đánh sòng phẳng thì ai cướp bùa của bạn đâu? Ok, Natalia thì mình ăn mất bùa đỏ rồi anh em ơi, nhưng mà chơi luôn này. Chơi luôn này bạn ơi, Natalia đâu? Ui, ra ăn xong con bùa đỏ xong té luôn kìa, thề luôn ông Natalia chơi khôn thật sự. Rồi cái pha này mình sẽ giả vờ lấy trụ này anh em ơi. Giả vờ lấy trụ để cho Gindu ra thủ trụ này, biết ngay mà. Biết ngay là kiểu gì Gindu ra thủ trụ mà. Ok, lùi về sau một tí nha. Lùi về sau một tí sau đó thì chơi luôn cả trụ lẫn người này. Ok, chơi luôn. Gindu chém như chém chuối luôn này, chạy đi đâu bạn ơi? Bạn hết tốc biến rồi thì bạn chạy đi đâu? Ok, chạy hộ mình với. Cảm giác là lên full dam chém sướng thật sự luôn ý. Và hiện tại thì cái nick này đã không có đủ ngọc nha anh em ơi. Không có đủ ngọc thế nên là mình đang phải sử dụng cái bảng ngọc mà 26% tốc đánh này, nhưng mà anh em thấy là chém vẫn rất là sướng này. Huống chi là anh em sử dụng bảng ngọc chuẩn nhá. Bảng ngọc chuẩn thì đam to hơn rất là nhiều. Và theo mình đánh giá thì cái lối trang bị này là chơi được nha anh em ơi. Cái lối trang bị này là chơi được với cả là chơi sướng chứ không phải là yếu đâu. Anh em nếu mà chán cái phong cách chơi lên dìu Leviathan rồi thì anh em có thể chơi thử cái phong cách này. Ok, Violet chết luôn này. Violet chết luôn này. Đó các bạn thấy chưa? Sốc đam cực kỳ là ghê luôn. Mình còn chưa cần bật chiêu cuối nha anh em ơi. Chưa cần bật chiêu cuối mà đam đã to như vậy rồi. Ok, lại có mạng này. Lại có mạng này, đứng trong bụi để chờ nhá. Kiểu gì cũng có người đi qua đây. Có ngay bé Chrissy này. Ok, xin mạng của bé Chrissy nhá. Ui, chém như chém chuối anh em ơi, đam to cực kỳ luôn. Này thì Gindu này, tanker này, tanker mình cũng chém hết. Ok, Nakroth các kiểu này. Ui, nhưng mà hình như là cắt móng tay xong chém khó quá anh em ơi. Cắt móng tay xong sử dụng cái chiêu thức nó cứ bị lăng ta lăng ngoang ấy. Cái pha vừa xong mà còn móng tay thì thôi anh em ơi. Có khi là phải ăn triple kill các kiểu rồi, nhưng mà cắt móng tay xong thì dùng cái chiêu một nó hơi bị khó bấm một tí. Ui, phê vãi nổi luôn, cảm giác là lên full dam này thì hồi máu nhanh này, ăn mục tiêu nhanh này, hạ gục tướng địch nhanh này. Và anh em có thể là sử dụng cái lối trang bị này cho những cái trường hợp mà team bạn có những vị tướng máu mỏng nhá, hoặc là những vị tướng counter như kiểu là Hayate hay là Airi, các bạn sốc dam chết luôn, không để cho team bạn bắn luôn này. Ok, ui, phá cả trụ cả người này, ăn mạng rất là nhanh luôn. Thật sự mình rất là ghét chơi Lữ Bố và team bạn cầm cái vị tướng Hayate anh em ơi. Chả hiểu sao lên danh cao cứ cầm cái con Lữ Bố này là team bạn kiểu gì cũng pick Hayate. Ồ rồi xong rồi, cái phát này thì hơi bị quá rồi. Ui, đen thế nhở, cứ tưởng thằng Nakroth biến về rồi ăn mạng của Violet, nhưng mà anh gọi là biến về trong trụ kìa, nó ra nó ăn mạng chấm dứt của mình. Thế nên là anh em chơi cái con Lữ Bố này, nếu mà thấy team bạn pick những vị tướng như kiểu Hayate, các bạn cứ lên full dam cho mình, sốc dam nó không kìm ngáp luôn. Bởi vì là anh em lên cái trang bị là cái dìu Leviathan thì nhiều khi mà cái con Hayate ấy, nó có nhiều chiêu chạy quá, với cả là nó có thể là outplay mình rất là dễ dàng luôn. Thế nên là anh em lên full dam này, anh em quẩy một phát nó chết luôn, để cho nó không kịp bắn luôn nhá. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà team bạn có quá là nhiều những vị tướng châu bò thì anh em lên cho mình cái lối trang bị cũ nhá. Cái lối trang bị cũ là cái lối trang bị mà cái dìu Leviathan ấy. Bởi vì là team bạn nó trâu quá mà các bạn cầm Lữ Bố lên full dam như thế này thì nó cũng không sốc dam được ai đâu, với cả là nó chẳng có tác dụng gì cả. Chém sướng thật sự luôn anh em ơi. Chém sướng, farm lính, farm quái sướng thật sự luôn. Và có khi là team bạn trận đấu này không được chơi game rồi. Violet và Chrissy này không được chơi game luôn anh em ơi. Cứ 1-2 chém thôi là lại có mạng này. 13 mạng ở phút thứ 8 là ăn quá nhiều mạng luôn. Ok, ban Doom ra thủ trụ này. Ban Doom ra thủ trụ lại chết luôn này anh em ơi. Ra thủ trụ thì lại chết luôn này. Nhưng mà con này hơi trâu một tí nha. Cái con Ban Doom này thì nó khắc chế những cái vị tướng đánh công vật lý như kiểu là Lữ Bố, nhưng mà anh em thấy là mình chém rất là sướng luôn. Rồi bé Chrissy này, bé Chrissy lại chết này. Ok, kéo về lại một chém này. 14 mạng cho team rồi anh em ơi. 14 mạng cho team rồi, và có khi là end game luôn nhỉ. Team bạn chết 2-3 người rồi. Nakroth team bạn thì đang đẩy trụ trội bên dưới rồi. Thế nên là team bạn chỉ còn có 2 người thủ trụ thôi. End game luôn anh em ơi. Lên cái lối trang bị full dam như thế này thì thật sự là team bạn không thể thở nổi luôn này. Ok, 4 người chết rồi, phải end game luôn. Nakroth team bạn thì vẫn đang miệt mài để trụ bên dưới kìa. Ok, end game luôn nhá. Và anh em xem clip nếu mà thấy hay thì các bạn hãy nhớ là cho mình xin một like này, một đăng ký kênh này, một chia sẻ video nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Và hẹn em trong clip tiếp theo. Xin chào mọi người. Bye bye.